hai con giáp nha cả nhà. Ở cái video này thì Toàn quay nhằm ngày 22 tháng 11 2023 nha cả nhà. Cũng là nhằm ngày lễ tạ ơn ở nước Mỹ. Đó, thì Toàn chúc cho cả nhà trong ngày lễ tạ ơn được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha cả nhà. Đó, thì một lần nữa cái lễ hội đèn ở thành phố Cary sẽ kéo dài tới ngày 7 tháng 1 2024 nha cả nhà. Đây là lễ hội đèn tại thành phố Cary. Thì cả nhà đương thấy đây là 12 con giáp nha cả nhà. Thì cả nhà, đây là những hình ảnh trong lễ hội đèn tại thành phố Cary. Và nếu ở trong này có nhiều chỗ nhạc lớn quá thì Toàn tắt nhạc nha cả nhà. Cả nhà thông cảm giùm cho Toàn.
Thôi gia đình Toàn cũng xin kết thúc cái clip video ở lễ hội đèn tại thành phố Cari nha cả nhà. Đó, thì chúc cả nhà một ngày lễ tạ ơn thật là hạnh phúc và an lành, và một mùa lễ Noel tràn đầy hạnh phúc. Thì Toàn quay một vòng nữa cho cả nhà xem. Đây là lễ hội đèn tại thành phố Cari.